À, cái mặt trăm nhá, cô gái này cuối rồi về đi. Không sợ uống chứ. Kệ ông đấy, qua gì cần vì cứ phát biểu từ nãy là. Bên người ta bảo gì đây? Bảo là à, tay à? Đúng rồi, tay. Đã bảo từ bé rồi, khổ rồi. Còn hôn người bị cầm. Hai u gì? Thôi nhá này, dạ không? Dắt bò về đi, tôi làm nốt cỏ lúa đi. Về nhá, về đâu? Mai lên đây về nhá. Về nhá. Nhà nào về nhà đấy nhá. Đừng cứ mà đi linh tinh này. Không cho được. Về đây. Không, về đây. Cầm. Làm về đây. À, giả ông này đây. Quay. Đây, về đây. Về đi. Về nhá. Trong ngôi làng nhỏ tại thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa, có một anh chàng câm và một anh chàng khuyết tật, và thính giác của anh cũng có vấn đề. Hai anh là một đôi bạn thân. Ngày ngày hai anh dắt con bò và cầm theo một bình rượu, đi từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng là hai anh lại cà khịa nhau uống rượu say sưa. Anh Minh Câm thường mang đi một túi thường người ta gọi là đậu phộng, hoặc miền Bắc gọi là hạt lạc. Còn anh khuyết tật và thính giác thì khôn hơn, đi lúc nào cũng chỉ mang theo 2-3 quả cau để ăn trầu. Ý anh Minh Câm nói là tại sao không mang đồ ăn khác mà lại ăn 2 quả cau. Tôi có biết ăn cau đâu mà anh lại cho tôi ăn cau. May thay là hôm nay có anh Định bụng phệ, anh ngồi cùng và nhâm nhi chén rượu với cả hai anh. Cũng vào mùa Covid, hai anh đi chăn bò vẫn đeo khẩu trang, và khi ngồi nói chuyện hoặc nhậu nhẹt với nhau cũng phải cách xa nhau chừng 2 mét, không được uống chung và không cần mời nhau. Ai uống người đó rót, ai ăn người đó lấy. Khi ngồi cà khịa từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa hơn gì đó, anh Định bụng phệ đã nói với hai anh rằng thôi đi về, kẻo vợ mong và mợ lại tẩn cho. Hai anh nghe lời và được một cái là hôm nay anh không bị say. Anh không hề say. Nhưng khi anh Minh Câm đứng lên, anh cũng liêu siêu, liêng siêng lựa sữa, không biết là ngã lúc nào. Nhưng hôm nay là may mắn. Còn mỗi khi hai anh mà ngồi thì hai anh nằm tại chỗ, và hai anh không thể về được. Đến đầu giờ chiều, vợ lên tìm mới thấy hai anh đang cò queo trên đồng lúa xanh, và lúc đó mới cầm về. Câu chuyện của chúng tôi nó chỉ xoay quanh câu chuyện của anh Câm và anh Định. Đi từ bé. Không phải xoay. Mời đi. Ôi giời ơi, tưởng hai ông này gọi có mùi ngon gì. Câu này đi ăn uống gì? Chán quá, đang làm quả lúa. Rượu sách thôi. Thôi đi không? Bỏ ra nhanh lên làm vài quay thôi mà. Đây, được rồi. Hào Dô này nhá. Không vào đây làm gì cô tô. Hào Dô, bỏ thế nhỉ? Nói chuyện cầm ấm tiếc, bực hết cả mình nhỉ. Dô. Cỏ ở đây nó xanh biếc đây đây.
Đây này, khổ quá, cứ bây giờ phải dùng tí rượu với hai ông này. Bỏ ra đây, cảnh quá. Bỏ ra giữa này, ra giữa. Rượu đâu? Để đây xem nào, cày quá, chống cày đây. Chống chống cày đi. Phải có tí mồi mới ngon rồi. Ăn đi. À, 2 mét đi. Tao. Tao. Đại Dung à? Hết chưa? Rốt vào. Đi đi. Thế nào? Giỏi, bao giờ ngủ mà lo ẩm với vẽ này. Ta nghĩ đi. Cạn nhá. Khoảng cách đúng 2 mét đúng không? Chuẩn đấy. Ăn đi, mới trước này. Tiếp tục. Ông này vớ vẩn, vớ vẩn. Các này ăn làm nào đây thôi. Các cũng ăn chồng. Này mới ngon này. Mà lấy của vợ mang đi à? Lý hoan gì? Chuẩn đấy. Tưởng lấy của vợ, vợ về mắng chết đấy. Anh ơi, tối lên viện. Tầm quất à, không được, không được. Covid, covid. Khoảng cách không làm gì được. Bảo là uống mồm rồi. Đang covid. Lấy rượu này này. Lấy ra. Rót vào, nhảy lên để làm nốt ruộng của lúa này. Hai xào ấy. Nhanh mà cho bò về cũng chưa ấy. Vợ này về lại chửi như này. Thì đập mang ra mồi tìm này. Chân tìm đi. Đây rồi nhá. Ừ, ok ok, quẩn đây. Đây, không. Đây, rót đầy vào. Vời 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 thế bảo là tăm phần tăm nhá. Bằng mặt, bằng mặt. Được 100% đi, không sợ. Bao giờ đấy? Bơi từ xa nhá. Khỏe nhỉ? Uống kiểu gì đấy? Nói mà chị không làm ô tô. Ai mà không làm ô tô thì đi chăn bò thì có lóc đen đâu mà. Chăm vào chăn đi. Làm lóc chăn nữa về. Thôi thế phê rồi. Về vợ gọi à. Vợ giao từ sáng rồi. Không được. Bây giờ phải đội lên này này. Đội vợ lên. Uống lốt chén này xuống làm quả lúa luôn đây. Cần thì hay nói điếc nhưng mà nghe đải. Điên cả người. Đưa đưa đưa. Đầy nhá. Sau mang về cho vợ. À, cái mặt chăm nhá. Đưa gái để cuối để về đi. Không sợ uống tiếp. Kệ ông đấy. Qua chị. Cần thì cứ phát biểu từ nãy rồi. Bên người nó bảo gì đây? Bảo là à, tay à? Đúng rồi, tay. Đã bảo từ bé rồi, khổ rồi. Còn hôn người bị cầm. Hai ông uống đi. Thôi nhá này. Dạ không. Dắt bò về đi, tôi làm nước cỏ lúa đi. Về nhá. Về nhá, về đâu. Mai đây, mai lên đây. Về đi nhá. Nhà nào về nhà đấy nhá. Đừng có mà đi linh tinh. Không cho được. Về đây. Không. Về đây. Cầm, 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 cầm. Cầm về đây. Dạ, 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 ông này đây. Quay. Đây, về đây. Về đi, về đi, về đi, dắt bò về đi. Về nhá. Làm mấy chân dốc lên mi lên ba lên biên này. Về nhá. Không biết làm xong được đủ hay không.
Về đây. Về đi, bây giờ cầm về ông gọi làm thế thì.